Chào mừng các em đến kênh Khởi Điểm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em môn khoa học tự nhiên lớp 6, bài số 8 sách chương trời sáng tạo, tiết số 3 nha. Trong lớp 6 bài giảng của Khởi Điểm có khai quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liên để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ tiết số 3 mình sẽ học tiếp sự chuyển hệ của chất. Quan sát một số hiện tượng. Như vậy là mình thấy là hình 8.1. Mình thấy là kem đưa ra ngoài tủ lạnh sau một thời gian thì nó sẽ tan chảy đúng không? Thì mở lấy ra nè. Lấy ra một thời gian, giờ chờ khi một giờ thời gian nữa thì mình thấy nó sẽ tan chảy ra. Như vậy là mình sẽ có câu hỏi số 13, tại sao kem lại tan chảy khi đưa ra ngoài tủ lạnh? Thì sự tan chảy đó người ta gọi là sự nóng chảy nha. Như vậy kem để ngoài tủ lạnh sẽ bị tan chảy do cái sự nóng chảy chuyển từ hệ rắn sang hệ lỏng. Giờ tiếp theo là mình sẽ xem hình 8.12. Mình thấy là nước đọng trong kính trong nhà tắm. Như vậy là mình sẽ trả lời câu số 14, tại sao cửa kính trong nhà tắm bị đọng nước sau khi ta tắm bằng nước ấm? Như vậy là khi tắm bằng nước ấm thì sẽ xuất hiện hơi nước bay lên đúng không? Và ngưng tụ lại thành giọt nước đọng lại trên cửa kính trong nhà tắm. Đúng không? Khi mình tắm bằng nước nóng thì sẽ có hơi nước bay lên và sau đó sẽ ngưng tụ, hơi nước đó sẽ ngưng tụ trên mặt kính, sẽ tạo thành hơn những giọt nước đó này. Nên mình sẽ thấy là nước đọng trên kính trong nhà tắm. Tiếp theo là hình 8.13 là đun sôi nước. Khi đun sôi nước em quan sát thấy có hiện tượng gì trong nồi thủy tinh? Thì mình thấy là khi nước sôi sẽ có hiện tượng là mặt nước sẽ sủi bọt. Và mình thấy là trong lòng chất lỏng cũng có bọt di chuyển lên đúng này. Và hơi nước sẽ bốc lên trên. Giờ bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi số 13, 14, 15 nha. Như vậy câu số 13 các em sẽ trả lời là kem để ngoài tủ lạnh sẽ bị tan chảy do cái sự nóng chảy chuyển từ hệ rắn sang hệ lỏng. Còn câu số 14 thì mình trả lời là khi tắm bằng nước ấm xuất hiện hơi nước bay lên và ngưng tụ là thành giọt nước đọng lại trên cửa kính trong nhà tắm. Đó là hiện tượng ngưng tụ nha. Và câu số 15 là khi đun nước sôi thì mới thấy hiện tượng gì trong nồi thủy tinh? Hình trả lời là khi nước sôi có hiện tượng mặt nước sủi bọt và hơi nước sẽ bốc lên. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo là mình sẽ xem hình 8.14, dòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Như vậy là câu 16, quan sát vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Em hãy cho biết là cái quá trình diễn ra trong vòng tuần hoàn này. Như vậy mình thấy là trong quá trình diễn ra này thì mình thấy là mặt trời, thì ở đây mình thấy là mặt trời sẽ tỏa nhiệt đúng không? Sẽ làm cho nước ở đại dương, ở ao hồ bốc hơi vào không khí và trong khí quyển. Thì quá trình này gọi là quá trình bay hơi, có nghĩa là chuyển từ hệ lỏng sang hệ khí. Hơi nước sẽ bốc lên và bay lên cao, gặp nhiệt độ lạnh trên trên cao, gặp nhiệt độ thấp, nhiệt độ lạnh trên cao thì sẽ ngưng tụ lại thành những đám mây, đúng không? Đó hiện tượng đó gọi là hiện tượng ngưng tụ. Dòng không khí sẽ khiến cho các đám mây di chuyển kết hợp lại với nhau gia tăng kích thước và tạo thành mưa rơi xuống, đúng không? Nước dưới dạng hệ lỏng tiết ở hệ rắn thì nước này sẽ chảy về các ao hồ sông và suối và đại dương đúng không? Như vậy sau đó sẽ lặp lại vòng tuần hoàn, có nghĩa là bốc hơi lên ngưng tụ lại thành mây do hành mưa lại dơ xuống. Đó là vòng tuần hoàn của nước nha. Giờ như vậy là thầy sẽ trả lời câu hỏi số 16 nha. Như vậy là các quá trình diễn ra trong vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Trước hết là mặt trời tỏa nhiệt độ cao làm cho nước ở đại dương, ở ao hồ bốc hơi vào không khí, vào khí quyển. Quá trình này gọi là quá trình bay hơi, có nghĩa là chuyển từ hệ lỏng sang hệ khí nha. Hơi nước bốc lên, bay lên cao, khi gặp được nhiệt độ thấp hơn sẽ ngưng tụ thành các đám mây.
Quá trình này gọi là quá trình ngưng tụ. Dòng không khí khiến các đám mây di chuyển kết hợp lại với nhau gia tăng kích cỡ, tạo thành mưa rơi xuống, nước dưới dạng khe lặn tiết ở khe giắng, sau đó chảy về các ao hồ, sông suối và đại dương. Sau đó sẽ lặp lại vòng tuần hoàn gồm có bốc hơi, ngưng tụ và tạo mưa, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Vậy là trong tự nhiên và trong các hoạt động của con người, các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác. Như vậy mình thấy là nước là có thể ở thể lỏng, thể khí hoặc là thể rắn, đúng không? Và trong hoạt động của con người thì các chất cũng có thể chuyển từ thể này sang thể khác. Giờ thực hành chuyển đổi thể của chất, khí nghiệm 4, làm nóng chảy nến. Giờ như vậy mình sẽ nung nóng chảy nến nha. Như vậy là mình sẽ cắt nhỏ một mẫu nến màu đỏ và bát sứ. Sau đó mình sẽ nung bát sứ trên ngọn lửa đèn cồn. Sau đó thì mình thấy là nến sẽ chuyển sang khởi lỏng. Tắt đèn cồn để nguội thì mình sẽ quan sát hiện tượng là nó sẽ chuyển lại sang khởi rắn. Như vậy có nghĩa là khi đun nóng thì nến sẽ chuyển từ khởi rắn sang khởi lỏng. Còn khi nguội là thì sẽ chuyển ngược lại từ khởi lỏng sang khởi rắn. Thì quá trình từ khởi rắn sang khởi lỏng gọi là quá trình nóng chảy. Còn quá trình từ khởi lỏng sang khởi rắn gọi là quá trình đông đặc. Giờ tiếp theo là khí nghiệm 5, đun sôi và làm lạnh nước. Đây là một khí nghiệm nha. Đây là hình ảnh của khí nghiệm đun sôi và làm lạnh nước. Như vậy bước 1 mình sẽ lấy một lượng nước nhỏ cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt. Bước 2 mình sẽ đun nước sôi nước trong cốc thủy tinh trên ngọn lửa đèn cồn. Bước 3 quan sát hiện tượng trên mặt khói của nước. Như vậy mình thấy là nước sẽ sôi lên và có hơi nước bốc lên. Sau đó mình sẽ đặt một bình cầu đáy tròn chứa nước lạnh trên miệng cốc thủy tinh. Đúng không? Quan sát hiện tượng xảy ra dưới đáy bình cầu thì mình thấy là nước ở đây nước lạnh nên ở phía dưới này sẽ ngưng tụ, hơi nước sẽ ngưng tụ thành những giọt nước. Đúng không? Giờ câu số 17, em hãy quan sát thí nghiệm 4 và 5 qua cho biết những quá trình chuyển đổi, những quá trình chuyển thể nào đã xảy ra. Như vậy ở thí nghiệm 5 mình thấy là có quá trình là sôi và quá trình ngưng tụ, đúng không? Giờ mình trả lời câu số hỏi số 17 nha. Như giờ thí nghiệm 4 thì mình thấy là có quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc. Còn thí nghiệm 5 mình sẽ thấy có quá trình sôi và quá trình ngưng tụ nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Như vậy mình nhớ là sự nóng chảy là quá trình chuyển từ hệ rắn sang hệ lỏng. Quá trình sự đông đặc là quá trình chuyển từ hệ lỏng sang hệ rắn. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ hệ lỏng sang hệ hơi của chất. Sự sôi là quá trình bay hơi xảy ra trong lòng chất lỏng và cả trên bề mặt khoáng của chất lỏng. Sự sôi là trường hợp đặc biệt của sự bay hơi. Sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ hệ khí sang hệ lỏng của chất nhé. Như mình nhớ là bình thường, nước bình thường nó sẽ có bay hơi trên mặt khoáng của chất lỏng. Còn khi mình đun sôi thì xảy ra quá trình bay hơi. Nó sẽ diễn ra nhanh hơn, đúng không? Giờ đây là tóm tắt quá trình chuyển thể của chất. Như giờ từ hệ rắn, nóng chảy sẽ sang hệ lỏng, bay hơi sẽ sang chỉ sang hệ khí. Từ hệ khí ngưng tụ là thành hệ lỏng và hệ lỏng đông đặc sẽ thành chuyển sang hệ rắn, đúng không? Giờ tiếp theo là một câu hỏi. Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống tương ứng với một quá trình chuyển thể nóng chảy đông đặc, bay hơi sâu và ngưng tụ. Giờ ở đây mình sẽ cho lấy ví dụ trong cuộc sống mình xảy ra những quá trình nóng chảy đông đặc, bay hơi sâu và ngưng tụ. Mình thấy là những quá trình này diễn ra như thế nào trong đời sống của mình, đúng không? Giờ hãy trả lời câu hỏi nhé. Như giờ mình thấy là nóng chảy, ví dụ như là bốc chì mèo, gặp nhiệt độ cao sẽ mềm và chuyển sang khởi lỏng, đúng không?
Còn hiện tượng đông đặc thì mình thấy là mỗi lần trong thời tiết lạnh sẽ đông đặc thành khe rãnh. Qua bay hơn mình thấy là nước để lâu ngoài trời sẽ bị bay hơn. Còn sôi thì đun nước ở nhiệt độ cao thì sẽ gây hiện tượng sôi. Còn ngưng tụ là hơi nước trong không khí sau đêm lạnh có thể ngưng tụ thành giọt sương đọng trên những chiếc lá. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ như vậy là nhiệt độ mà ở đó một chất rắn bắt đầu chuyển thành hơi lỏng gọi là nhiệt độ nóng chảy, hay gọi là điểm nóng chảy. Với chất lỏng, nhiệt độ nóng chảy cũng chính là nhiệt độ đông đặc và hay là điểm đông đặc. Các chất khác nhau sẽ có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Nhiệt độ mà ở đó một chất lỏng bắt đầu sôi để chuyển sang thể khí gọi là nhiệt độ sôi hay là điểm sôi. Các chất khác nhau thì sẽ có nhiệt độ sôi khác nhau. Như vậy ở đây mình sẽ có một cái bảng là nhiệt độ nóng chảy của một số chất. Oxy đây, mình thấy là nhiệt độ nóng chảy sẽ là âm 219 độ. Như vậy mình thấy là ở nhiệt độ bình thường thì không khí oxy sẽ chuyển ở trạng thái là hệ khí. Đúng không? Như vậy là muốn chuyển sang khí lỏng thì mình phải hạ xuống nhiệt độ dưới âm 219 độ thì mới chuyển sang khí lỏng được. Đúng không? Tương tự là ethanol, nhiệt độ sẽ là âm 114 độ, nước đá là 0 độ, khí ngăn là âm 39 độ và sắt sẽ là 1536 độ. Đó là nhiệt độ nóng chảy, có nghĩa là nhiệt độ chuyển từ khí rắn sang khí lỏng. Tiếp theo là nhiệt độ sôi của một số chất. Nhiệt độ sôi thì mình thấy là oxygen, nhiệt độ sôi sẽ là âm 183 độ. Ethanol là 78 độ, nước đá là 100 độ, và khí ngăn là 357 độ và sắt sẽ là 2880 độ. Như vậy là mình muốn cho sắt sôi thì mình phải nung nhiệt độ rất là cao, đúng không? Giờ tiếp theo là vào những ngày trời nồm, có nghĩa là không khí chứa nhiều hơi nước và độ ẩm cao. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa nền nhà và lớp không khí bao quanh khiến hơi nước trong không khí bị ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ gây ẩm ướt cho nền nhà. Để giảm thiểu hiện tượng này, chúng ta nên đóng kính cửa hạn chế không khí ẩm vào nhà. Em hãy giải thích tại sao làm như vậy. Như vậy mình thấy là không khí vào những ngày mà không khí chứa nhiều hơi nước thì mình nên đóng cửa lại, đúng không? Để cho hơi ẩm từ bên ngoài không vào nhà của mình được thì sẽ gây ra hiện tượng tụ nước và ướt nền nhà. Như ở đây mình trả lời là đóng cửa lại để hạn chế không khí ẩm đi vào nhà gây ngưng tụ và ướt nền nhà nhé. Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập. Giờ bài tập câu số 1, hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất trong những câu sau. Cơ thể người chứa 63 đến 68% về khối lượng là nước. Như mình thấy là cơ thể người chính là vật thể, còn nước chính là chất. Còn câu B, thủy tinh là vật liệu chế tạo ra nhiều vật gia dụng khác nhau như là lọ hoa, cốc, bát, nồi. Thì mình thấy là thủy tinh chính là chất nha. Còn lọ hoa, cốc, bát, nồi gọi là vật thể. Giờ tiếp theo là câu C, khăn chì là vật liệu chính làm dụng bút chì. Như vậy là khăn chì chính là chất và dùng bút chì chính là vật thể. Giờ câu D là paracetamol là thành phần chính của thuốc điều trị cảm cúm. Như vậy paracetamol chính là chất và thuốc điều trị cảm cúm chính là vật thể nhé. Giờ như vậy thầy sẽ trả lời câu số 1. Đúng rồi. Như vậy vật thể mình sẽ có cơ thể người, lọ hoa, cốc, bát, nồi, dừa bắp chì, khối điều trị cảm cúm, chắc là nước, thủy tinh, khăn chì và paracetamol. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Em hãy chỉ ra vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh và hữu sinh trong các phát biểu sau.
Nước hèn hay còn gọi là nước mèo được nấu từ đường sucrose. Chiết xuất từ từ cây mía đường, cây khúc nấu hoặc là củ cải đường và nước nha. Như vậy là người ta nói là nước mèo hay còn gọi là nước hèn là nước người ta là chiết xuất, người ta sử dụng đường, người ta nung nó là chung với nước, thì nung ở nhiệt độ cao một thời gian thì nó sẽ nước đường nó sẽ chuyển mèo thì gọi là nước mèo nha. Như vậy là phát biểu này mình thấy có vật tự nhiên chính là cây mía đường, cây khúc nấu, củ cải đường và nước. Vật nhân tạo chính là nước hèn hay còn gọi là nước mèo. Vật vô sinh là nước và nước nước mèo. Vật hữu sinh là cây mía đường, cây khúc nốt và củ cải đường. Đúng này. Giờ tiếp theo là câu B. Khạch gang được làm từ lá gang rừng, nước đun sôi và đường mía. Như vậy vật tự nhiên chính là lá gang rừng. Vật nhân tạo là khạch gang, nước đun sôi và đường mía. Vật vô sinh chính là lá gang rừng, nước, đường mía và hạt nha. Đúng không? Còn câu C, kim loại được sản xuất từ nguồn nguyên liệu ban đầu là quặng kim loại. Như vậy là vật tự nhiên chính là quặng kim loại. Đúng không? Vật nhân tạo là kim loại. Đúng không? Có nghĩa là từ quặng người ta sẽ chế biến tạo ra kim loại. Thì kim loại gọi là vật nhân tạo nha. Còn vật vô sinh, quặng kim loại và kim loại đều là vật vô sinh rất đúng không? Có nghĩa là nó không có sự sống thì gọi là vật vô sinh. Giờ tiếp theo câu D, gỗ thu hoạch từ rừng được chế sử dụng để đóng bàn ghế, giường tủ, nhà cửa. Thì mình thấy cái là gỗ là vật tự nhiên. Còn bàn ghế, giường tủ, nhà cửa gọi là vật nhân tạo. Vật vô sinh thì chính là gỗ, bàn ghế, giường tủ, đúng không? Còn vật hữu sinh. Vật hữu sinh chính là cây rừng, đúng không? Cây rừng khi người ta khai thác, người ta lấy gỗ thì lúc này gỗ sẽ là vật vô sinh. Còn vật vật hữu sinh là cái cây trước khi chặt, đúng không? Còn sau khi chặt thì nó là vật vô sinh nhé. Giờ hãy sẽ trả lời câu số 2 nhé. Như giờ mình câu A thì mình có là vật tự nhiên. Cây mía đường, cây khúc nốt, củ cải đường, nước, đúng không? Còn vật nhân tạo là nước hèn hay còn gọi là nước mèo. Vật vô sinh là nước và nước hèn. Vật hữu sinh là cây mía đường, cây khúc nốt và củ cải đường. Còn câu B thì vật tự nhiên là lá gang rừng. Vật nhân tạo là hạt gang, nước đun sôi và đường mía. Vật vô sinh là lá gang rừng, nước, đường mía hoặc gang luôn. Ở đây không có lá gang rừng khi nó còn nằm trên cây thì nó là hoặc hữu sinh, còn khi mà người ta hái đi thì lúc là đó là nó là vật vô sinh, đúng không? Giờ câu C thì vật tự nhiên chính là quặng kim loại, vật nhân tạo là kim loại và quặng kim loại và kim loại đều là vật vô sinh. Còn câu D thì gỗ là vật tự nhiên, bàn ghế giường tủ nhà cửa là vật nhân tạo, gỗ bàn ghế giường tủ nhà cửa đều là vật vô sinh nhé. Còn cái cây mà còn sống thì gọi là vật vô sinh. Còn khi người ta chặt bỏ, người ta khai thác lấy gỗ thì là vật vô sinh nha. Như vậy mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ câu số 3 là cho các từ vật lý, chất, sự sống không có, rắn, lỏng, khí tự nhiên, thiên nhiên, tính chất, thể, trạng thái hoặc thể nhân tạo. Hãy chọn từ cụm từ kết hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau. Như vậy là các chất có thể tồn tại ở ba hệ cơ bản, đó là hệ rắn, hệ lỏng và hệ khí, đúng không? Ở đây mình điền vô không, đúng không? Cũng dễ, đúng không? Giờ câu B, mỗi chất sẽ có một số tính chất khác nhau khi tồn tại ở các hệ khác nhau. Còn câu C là mỗi vật hệ đều do chất tạo nên. Vật hệ có sẵn trong tự nhiên thì được gọi là vật hệ tự nhiên. Vật hệ do con người tạo ra thì gọi là vật hệ nhân tạo, đúng không? Tiếp theo là câu D. Vật hữu sinh là vật có các dấu hiệu của sự sống, còn vật vô sinh thì sẽ không có, đúng không?
Giờ tiếp theo là câu E. Chất có cái tính chất như là vật lý, chất có các tính chất vật lý như là hình dạng, kích thước, màu sắc, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính cứng, độ dẻo. Đúng rồi. Ở đây mình để là tính chất vật lý nhé. Thì tính chất vật lý sẽ gồm những tính chất này. Còn tính chất hóa học thì có nghĩa là chuyển từ chất này sang chất khác thì gọi là hóa học. Còn những tính chất còn lại gọi là vật lý. Còn sự sống thì gọi là tính chất sinh học. Giờ câu F là muốn xác định tính chất vật lý ta phải sử dụng các phép đo. Đúng không? Mình muốn đo hình dạng thì mình cũng phải đo kích thước, màu sắc này kia, các phép đo khác nhau. Giờ như vậy là hãy sẽ trả lời câu số số 3 nha. Đúng không? Mình sẽ điền vô thôi. Giờ như vậy là mình xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4 nè. Giờ ở đây mình thấy là có thể sử dụng trở thể hay là trạng thái cũng được. Có nghĩa là vật mình thấy ở đây là các chất đều có thể tồn tại ở ba thể hoặc là các em để ba trạng thái cũng được. Đó là thể rắn, thể lỏng và thể khí. Giờ tiếp theo là câu số 4. Khi làm muối từ nước biển, người dân làm muối, người dân làm muối người ta gọi là diêm dân nha. Dẫn đến người ta sẽ dẫn nước biển vào các dụng muối. Nước biển bay hơn, người ta thu hoạch được muối. Theo em thời tiết như thế nào thì thuận lợi cho nghề làm muối vậy hết? Như vậy là người ta sẽ dẫn nước biển vào, sau đó cho nước bốc hơi. Thì thời tiết càng nắng nóng càng tốt đúng không? Thì sẽ bốc hơi sẽ diễn ra nhanh hơn. Nên thời tiết tốt nhất, thời tiết thuận lợi chính là thời tiết nắng nóng. Bởi vì khi thời tiết nóng thì nhiệt độ cao sẽ khiến cho nước bốc hơi nhanh hơn. Đúng này. Thời tiết nóng và có gió càng tốt. Như vậy mình trả lời là thời tiết nắng nóng bởi vì khi thời tiết nóng sẽ nhiệt độ cao sẽ khiến nước bốc hơi nhanh hơn nha. Có gió càng tốt nha. Giờ tiếp theo là câu số 5. Trường hợp nào sau đây thể hiện tính chất hóa học hay tính chất vật lý? Cho một viên vitamin C sủi vào cốc nước. Như vậy khi mình cho một viên vitamin C sủi vào cốc nước thì viên sủi sẽ tan ra và xuất hiện bọt khí. Thì đó có nghĩa là có phản ứng hóa học xảy ra. Thì gọi là tính chất hóa học nha. Còn cho một thìa đường vào cốc nước và khuấy đều thì mình thấy là đường cũng tan ra nhưng mà không có chất mới sinh ra nha. Đường đã được tan vào nước khi mình nén vẫn ngọt, như vậy có nghĩa là đường vẫn nằm trong nước chứ không có biến thành chất khác, nên hiện tượng đó, tính chất đó gọi người ta gọi là tính chất vật lý, đúng không? Giờ như mình trả lời câu số 5. Như vậy câu A mình trả lời là tính chất hóa học, còn câu B mình trả lời là tính chất vật lý nhé. Giờ như giờ mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy bài giảng dễ hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liên, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liên nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.